Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Rất đây. Đến với lại trận đấu ngày hôm nay của chúng ta là thứ hai. Vậy nên là chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật tốt lành nhá. Không biết là anh em trong kênh của mình có bạn nào được nghỉ bù không? Tại vì là hôm qua là ngày giỗ tổ Hùng Vương và lại đúng ngày chủ nhật, nên là thường thường thì sẽ nhiều nơi nghỉ bù thứ hai ấy. Không biết là anh em có được nghỉ bù hay không? Mình thì ngày nào cũng là ngày làm anh em ạ. Chỉ có mỗi chủ nhật là mình tự xin nghỉ thôi, chứ còn gần như là không có ngày nghỉ đâu. Thôi, chém gió vậy thôi anh em ạ. Trở lại với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì hiện tại team của mình đang có bạn Tiny Day, Thanh Thi và Thỏ Giang Hồ. Nghe tên thôi là đã biết ba bạn này là ba bạn nữ rồi đúng không? Chứ làm gì có bạn nam nào mà đặt tên kiểu thế kia đúng không? Đấy, mặc dù là team mình ba nữ thôi nhưng mà mấy bạn team mình bắn cũng gắt phết đấy, không phải đùa đâu. Mình mới kịp làm có một kill, còn đâu đồng đội làm hết rồi. Thôi, cố lên ba bạn nhá. Không biết là mấy bạn này có chung quân đoàn hay không, nhưng mà mình thấy có một cái ký hiệu phía sau cái tên của hai bạn số 2 và bạn số 3. Đấy, giống như kiểu là quân xe trong cờ vua ấy. Còn không biết là nó có ý nghĩa khác không, hay là biết đâu lại có vương miện gì đấy chẳng hạn. Nhưng mà chuyện đấy thì bàn sau đi. Thắng trận này đã xong rồi tính tiếp. Ây ạ, đau nha, đau nha. Team địch cũng không phải dạng vừa đâu nha. Thắng round 1 với round 2 ấy thì có thể là do team mình may mắn. Nhưng mà từ round 2 mà bị lật kèo ấy thì khả năng là team mình thua kỹ năng. Đấy, nhiều bạn cứ hay thắc mắc là tại sao hai round đầu team em thắng nhưng mà tới round thứ 3 thì lại hay bị thua. Tại vì thường thường ấy là tới khi mà tới cái round thứ 3 ấy, hai bên đều ngang ngang tiền nhau thì cái lượng trang bị nó xem nhau. Lúc này thì quan trọng là kỹ năng team nào tốt hơn, di chuyển tốt hơn thì team đấy thắng thôi. Còn round 1, round 2 thì nhiều khi kiểu như là thắng là round 1 đấy, có nhiều tiền hơn thì lượng trang bị hơn, thì đâm ra là round 2 phát là nhiều khi round 1 thắng là round 2 cũng thắng luôn. Còn nếu như mà chênh kỹ năng quá rồi thì thường thường là round 1 mà thắng thì round 2 sẽ thua. Đấy, chẳng có nhé. Vừa khen team mình một tí, team mình thì bắn luôn ta. Bình thường là phải thắng 2 round liên tiếp đấy, nhưng mà mới round thứ 2 mà đã bị bật rồi. Mới khen có mấy câu mà các bạn này đã quăng rồi. Nên là không được các bạn ơi. Tập trung tập trung. Lên nè. Không biết là có bạn nào vừa yêu cầu cần trang bị ấy. Giờ này mà cần trang bị là dở rồi. Lơ nga lơ ngơ, trận này lại thua rồi. Hôm nay mình đang ngựa ngựa bắn lại cây súng sạc. Tại vì nếu như bắn M1887 với lại sọt gun nhiều quá thì anh em xem cũng ngán. Đồng đội mình chơi MP5 cũng được. Từ từ anh em nha. Mình đang cầm súng siêu gần, đâm ra là chỉ bắn ở tầm gần thôi. Tầm gần thì mình lo được, chứ tầm xa là mình chịu đấy. Để mình đi móc coi là có móc được ai hay không. Chạy sang bên kia rồi. Rồi xong rồi, đồng đội mình móc kìa anh em. Đây, 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 đây. Đây rồi, một viên rồi bạn ơi. Nào, cũng lên. Cây súng sạc này nhiều khi thấy nó cứ thiếu đam ghê ta. Sạc đầy rồi, bắn vẫn yếu. Ây da. Ôi xong rồi anh em ơi, lại thua nó rồi. Có khi nào mình đổi qua súng khác không ta? Bắn lên cây súng này hơi tạ đồng đội. Đồng đội gánh cong lưng. Cố lên hai bạn ơi. Kìa, bóng keo vỡ rồi kìa. Hay, nhưng mà hở chân. 2 với 2 anh em ơi. Là à đâu, 2 với 3 chứ. Team mình có 2 à. Bên dưới, bên dưới, bên dưới. Rồi xong, không ai để ý bên dưới luôn. Double kill. Xui rồi. Không sao, không sao, không sao. Mình sẽ bắn cẩn thận hơn lại một chút. Ban nãy do là hơi ẩu, nhưng mà cũng không biết làm cách nào được. Tại vì là mình bắn súng sạc mà, bắt buộc là phải lao vào thôi. Chứ không lao vào thì làm gì được. Đây, có keo rồi. Lao vào sẽ tiện hơn. Cố gắng gỡ ghẻ hai đều nào. Thua hai round liên tiếp rồi. Bây giờ là nhiều tiền, nhiều trang bị rồi.
đi bên này nhá. Thực ra thì map này bắn tầm xa sẽ ngon hơn đấy. Từ, mình phải quay về coi với cho đồng đội đã. Địch qua tới đây rồi. First blood. Ghê luôn á. Ôi, đồng đội của mình ơi, từ từ mình cứu, bình tĩnh. Ngồi sát vô, Rồi ok. Ơ kìa, phí thế. Đây mình qua đây, cover cho mình nha. Rồi xong luôn. Khó ghê nha mày. Mấy cây súng sạc này bắn đau đầu thiệt chứ. Hay. Double kill. Mình mới được 2 kill thôi. Đồng đội mình có bạn 4 kill rồi. 4 kill rồi kìa. Thôi không sao. Dù gì thì mình cũng được 2 kill mà. Mình vẫn phải trung thành với cây súng sạc. Luyện bằng được anh em ạ. Không được từ bỏ. Đấy là người ta nói thế. Còn với mình thì khó quá bỏ qua anh em ạ. Bắn lại cây MV5 thôi. Chứ để ba bạn nữ gánh như này thì nhục lắm. Không thể như thế được. Phải gánh lại ít kill đi chứ. Một mình bạn nam với ba bạn nữ mà lại để thua ba bạn nữ thì làm sao mà xem được, đúng không nhé. Nào lên thôi. Bắn lại cây súng tủ thôi. Team bạn chơi ghê lắm nên là không thể nào mà bắn súng sạc được đâu. Đó, yếu một. Sở trường của mình là MP5 mà. Chỉ cần có MP5 trong tay, không thua thì kiểu gì cũng thắng. Mấy bạn cứ từ từ nha. Có gì mình cover. Ừ hay. Biết là có người móc, đang tính quay về để cover nhưng mà đồng đội mình làm luôn rồi. Ui, lại còn có MP40 nữa này. Ngon thế. Đây bình tĩnh, có cứu được không, để mình cứu cho. Rồi xong. Bọn đấy thì làm sao mà cứu được. Thấy rồi, mình thấy rồi. Kìa. Sao lại rơi ta? Đang bắn sướng tay thì tự dưng rơi. Cay thật đấy. Đồng đội của mình đang bị ép. Từ từ đợi xíu, mình cover cho, đợi xíu. Bình tĩnh nha. Ở đâu ấy? Bên này đúng không? Bắn đồng đội mình một cách hăng say. Đây rồi. Mình thấy rồi. Từ từ anh em ơi. Gần lại một chút nữa. Ok. Lụm. Còn một. Ở đâu ta? Bên dưới này đúng không? Mình vừa thấy có một trái lựu băng ném ra. Này, nút đồ này. Chạy ngay đi còn kịp bạn ơi. Bùm. Ơ kìa. Không trúng à? Theo tính toán của mình là nó trúng đấy. Nhưng mà hình như là hôm nay mình tính sai rồi. Chết rồi. Lố rồi anh em ơi. Toang rồi. Giờ sao xuống ta? Ở trên này thì sẽ không có lợi một tí nào luôn á. Tí nữa bo thu vào thì mình không biết chạy bên nào. Góc này được không ta? Ui ôi, bo lại thu về góc bên kia nữa chứ. Toang rồi anh em ơi. Giờ sao ta? Ban nãy mà mình để dành trái liệu kia là ngon rồi. Bạn này lại không hề có liệu nữa chứ. Thôi xong mình rồi anh em ơi. Bên dưới kia lại còn có cái mái để che nữa. Thế này thì làm sao mà đỡ được. Ê à, bừng máu rồi. Đau thế. Ê à. Cay. À. Thua một cách xót xa thế không biết. Đang thể hiện hay tự dưng lại gãy cánh. Rồi không sao. Mình sẽ bắn MP5 yên tâm. Chưa kịp lấy le tí nào thì chết sấp mặt thế này là không ổn rồi anh em ạ. Xin lỗi. May mà mấy bạn ấy không có mic. Nếu không còn nãy giờ là mình bị chửi túi bụi đấy. Mình thích nhá mọi người ơi. Chúng ta cần phải biết là địch đi bên nào đã.
tính ra là mình hơi lo xa rồi. Có mỗi mình là không, mỗi mình là không bình tĩnh thôi. Đồng đội mình có ai không bình tĩnh đâu. Rồi xong. Bên mình gục một, địch cũng gục một. Mình hết máu, mình bơm máu đã. Anh em từ từ nhá, cho mình bơm máu đã nhá. Mình hết máu rồi. Rồi xong, xong hai rồi anh em ơi. Đây rồi. Yêu. Giờ mình có cái này. Ủa, chạy đâu rồi? Mất tiêu rồi anh em ơi. À đây. Yếu. Cục. Ui giời ơi, đặt keo quá. Cứu đúng không? Yeah. Tuyệt vời. Này thì bắn mình này chừa chưa? Gục ba, còn một thôi, yếu. Ừ hay. Đấy, nó phải thế chứ gì. Tuyệt vời anh em ạ. Tự dưng là MVP ngay. Lên đầu luôn. Ui. Tự dưng lại có cây súng sạc này anh em. Hình như là mình có duyên với cây súng sạc sao ấy. Có nên bắn ở round cuối cùng ta? Có nên đặt niềm tin vào nó không ta? Đương nhiên là hên xui. Mình vẫn sẽ cầm MP5 anh em ạ, không dám vứt MP5 ra đâu. Cũng may là ban nãy mình bắn MP5 đấy, chứ cái tình huống mà trong keo đấy mà mình bắn súng sạc thì ối trời ơi luôn. Map này thì dễ rồi. Rồi yếu một. Mới yếu thôi chưa gục đâu. Ui nhảy ra kìa. Một thanh niên nhảy ra khá là ẩu. Mất toi đi một bình máu rồi. Ui ba chai keo nữa kìa. Hên. Team địch chơi thủ luôn à? Không công à? Không công này thì không công này. Từ từ mình tới, mình có liệu. Boom. Ồ. Oh. Chạy hộ đi. Thắng rồi, trận này thắng rồi. Gục ba rồi. Còn có một thôi, bên này này anh em ơi, bên này. Bên này nè. Né hộ đi. Đồng đội của mình đông lắm, tận 4 người cơ. Hay. Win rồi. Trời ơi trời. Một trận đấu mà ta nói nó căng gì đâu luôn á. MVP luôn mới sợ chứ. Mọi người tưởng đã hết video đúng không? Chưa đâu. Chào mừng mọi người đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời 5 comment đặc biệt nhất trong video ngày hôm qua. Ý lộn, thứ 7. Comment đầu tiên đến từ bạn Phúc Ngô. Yo, chúc gió thật nhiều sức khỏe. Mình 39 tuổi rồi nhưng vẫn chơi Free Fire, nhưng bắn gà lắm, mong một ngày được chơi chung với gió. Cảm ơn anh Phúc Võ nhá. Thì nói chung là anh cứ tăng cường đi các mẫu nhiên đi, hên xui sẽ gặp em đấy. Cảm ơn anh nhiều nha. Một comment đến từ bạn Ngọc Nguyễn. ITB không phải đời đầu nhưng cũng chơi khá lâu rồi, nhưng thấy anh chơi rén quá, không thấy lên tay tí nào, quá buồn. Thực ra thì phong cách chơi của mình xưa giờ nó thế rồi, kiểu nó cứ chậm chậm rồi cẩn thận á, chứ không có kiểu hổ báo thì chỉ thích hợp với lại lớp trẻ thôi. Thì nếu mà bạn mà không thích thì bạn có thể xem kênh khác cũng được. Còn nếu như bạn mà vẫn đam mê cái lối bắn của mình thì hy vọng bạn sẽ vẫn ủng hộ mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một comment cuối cùng đến từ bạn Thăng Bạch Vươn. Anh ơi, sao em đăng nhập vào shop mà không được miễn phí 10k vậy anh? Em ơi, em có đăng nhập lần đầu không? Nếu như mà em mà đã đăng nhập bằng một nick trước đó và nhận 10k rồi thì khi mà em lập nick tiếp theo thì sẽ không có nữa nhá. Tại vì là mỗi cái IP mạng ấy thì anh chỉ cho phép nhận một lần thôi. Tránh cái trường hợp đó là nhiều bạn kiểu như là cứ đăng nhập lấy 10.000 xong lại thoát ạc đấy ra, xong lại lập ạc mới đăng nhập lấy 10.000. Như thế thì nó sẽ không hay nha em. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là tại sao lại hôm nay chỉ có 3 comment đúng không? Tại vì là cái video thử chiến hôm trước ấy, mọi người comment hỏi ít quá, đâm ra là mình cũng không biết là trả lời cái nào. Nên là hy vọng rằng mọi người sẽ tích cực comment để có gì mình còn có cái mình trả lời nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!